quý vị, nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km về phía Tây Bắc, Củ Chi sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch lịch sử, du lịch sinh thái và du lịch gắn liền với nông nghiệp. Tuy nhiên, trong năm 2016, thì doanh thu từ du lịch của Củ Chi chỉ bằng 0,15% doanh thu từ du lịch của toàn thành phố. Cuối tuần qua, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn khảo sát du lịch Củ Chi do ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tại đây thì ông Tuyến đã đưa ra nhiều lời hứa nhằm giúp cho du lịch Củ Chi cất cánh trong thời gian tới. Theo chân đoàn khảo sát của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đến trang trại Nông Trang Xanh một buổi sáng cuối tuần. Ngoài các thành viên trong đoàn của chúng tôi, còn khá đông các du khách khác. Chị Nguyễn Thị Thu Hường, giám đốc trang trại Nông Trang Xanh, trực tiếp tiếp đoàn và hướng dẫn du khách cách thức hoạt động của trang trại. Bà Hường cho biết, trang trại Nông Trang Xanh được thành lập vào năm 2010 với mục đích ban đầu rất đơn giản là bán nấm. Theo đó, Nông Trang Xanh giúp du khách được tận mắt nhìn thấy quy trình sản xuất sạch của trang trại để tin vào chất lượng sản phẩm. Đến nay, Nông Trang Xanh lại trở thành một trong những điểm đến hút khách của du lịch Củ Chi. Mỗi ngày, nông trại này đón từ 200 đến 300 lượt khách đến tham quan. Riêng cuối tuần, lượng khách có thể lên tới từ 500 đến 700 lượt. Các sản phẩm của Nông Trang Xanh theo đó cũng đa dạng hơn, từ nấm đến rau sạch, sữa tươi và các dịch vụ phục vụ du khách khác. Nhiều khi là do khách hàng đến, người ta không ý thức được là chúng tôi là nông dân. Chúng tôi làm các cái sản phẩm ra để cung cấp cho khách hàng. Nên nhiều khi là mọi người đến, mọi người vào, mọi người hái rau thì mọi người cũng không có ý. Hoặc là mọi người hái trái cây thì mọi người cũng tức là gần như là hái thì ít mà phá thì nhiều hơn. Thế thì nhưng mà đấy là cái lúc mà ban đầu tiên thôi, và bây giờ thì tình hình thì nó cũng ổn hơn. Mọi người đến thì mọi người cũng nhận thức được là trang trại của chúng tôi là một cái trang trại mà trồng rau sạch, trồng các cái loại trái cây sạch, và mọi người cũng hỗ trợ. Tức là hỗ trợ bằng cách là nhắc nhở con em là thay vì là hái bông hoa thì không hái hoa nữa, hái trái cây thì phải lựa những cái trái nào chín thì mới hái. Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km, Củ Chi được định hướng thành một trong những khu nông nghiệp công nghệ cao tập trung lớn nhất của thành phố. Củ Chi cũng là huyện sở hữu khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, một trong những điểm đến được đưa vào danh sách nhất định phải ghé thăm khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc phát triển du lịch gắn liền với nông nghiệp, sinh thái và tham quan di tích lịch sử tại khu vực này. Tuy nhiên, lượng khách mà Củ Chi đón được trong năm 2016 có vẻ còn rất xa so với kỳ vọng. Theo số liệu từ Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, trong năm 2016 toàn huyện thu hút được gần 2 triệu lượt khách ghé thăm, mang về kinh tế huyện khoảng 156 tỷ đồng. Trong khi năm vừa qua, toàn thành phố đón 5,2 triệu lượt khách với tổng doanh thu từ du lịch lên đến 103.000 tỷ đồng. Lý giải về nguyên nhân, theo nhiều chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch là do Củ Chi cách xa trung tâm thành phố. Thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Củ Chi thường mất từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ do thường gặp phải kẹt xe tắc đường. Tuy nhiên, không chỉ các tuyến đường lớn nối Củ Chi với trung tâm thành phố mà còn cần phải chú ý đến các tuyến đường nhỏ nối liền các điểm đến với nhau. Bởi toàn huyện có tổng diện tích hơn 43.400 hectare, việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch cũng tốn không ít thời gian. Đơn cử như tại khu trang trại Nông Trang Xanh mà chúng tôi đã nói đến từ đầu, theo chị Nguyễn Thị Thu Hường, không ít khách đến phàn nàn rằng khó tìm được đường vào. Một lý do khác, theo ông Võ Anh Tài, tổng giám đốc công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist, một phần là do du lịch Củ Chi còn chưa được biết đến nhiều, bởi địa đạo Củ Chi vẫn mới được nhìn nhận như một nơi gìn giữ và giáo dục đến học sinh sinh viên về truyền thống cách mạng. Trong khi, các trang trại làm nông nghiệp sạch tại Củ Chi mới chỉ trong giai đoạn đầu hình thành và cách tổ chức cũng chưa thực sự hấp dẫn. Chúng ta cũng thấy là ở một số cơ sở sản xuất nông nghiệp hiện nay thì đã có một số đối tượng khách, nhưng mà chủ yếu là lượng khách là học sinh, là sinh viên, thì có thể là do là người dân thành phố chưa biết đến những cái sản phẩm du lịch này đó, và đồng thời thì như này chúng ta cũng có trao đổi là sản phẩm cũng phải nâng cao cái tính chuyên nghiệp và có những cái điều kiện là phục vụ là khách hàng tốt hơn. Nhưng lý do chính khiến du lịch Củ Chi chưa tạo được sức bật theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, là do sản phẩm du lịch còn chưa đa dạng. Đơn cử như tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, điểm đến chính của du lịch Củ Chi, trong năm 2016, nếu như toàn huyện Củ Chi đón gần 2 triệu lượt khách đến tham quan, thì có đến 1,5 triệu lượt có ghé khu di tích này. Tuy nhiên, các sản phẩm phục vụ du lịch chỉ xoay quanh tham quan địa đạo, khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi từ năm 1961 đến năm 1972, hay đền tưởng niệm Bến Dược, v.v. Những năm gần đây, ban giám đốc khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi được cấp phép mở thêm một số dịch vụ phục vụ du khách như trường bắn, khu bắn súng Đặng Sơn, hồ bơi, du ngoạn trên sông.
Tuy nhiên, trong mắt du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, những dịch vụ này vẫn còn nghèo nàn và kém hấp dẫn với một khu du lịch rộng đến 85 hectare. Còn thiếu rất nhiều dịch vụ, bởi vì người ta đi đến Củ Chi rất xa, nên là cần phải có những cái dịch vụ để phục vụ khi người dân và doanh nghiệp cũng như là các cái khách du lịch đến với Củ Chi đó, thì có thể là sẽ sử dụng hết thời gian vào những cái dịch vụ giải trí. Nên là thành phố sẽ nghiên cứu làm thế nào có những cái chính sách, những cơ chế để có thể, thứ nhất là phát triển tối đa cái hoạt động của địa đạo Củ Chi, một cái địa điểm lịch sử truyền thống cách mạng của thành phố. Nhưng đồng thời nó sẽ có những cái dịch vụ phát triển phủ kín cái hoạt động ở khu địa đạo này. Bởi vì khi đi khảo sát mình thấy rằng là rõ ràng rằng là có những điểm chết và những cái thời gian chết khi du khách đến với địa đạo Củ Chi. Theo ông Trần Văn Tâm, giám đốc khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, việc tăng thêm các sản phẩm phục vụ du lịch trong khu di tích cũng bị không ít ràng buộc. Vì cái này là cái khu di tích, thành thử ra mình cũng nó cũng rất là hạn chế ở các khu vực, không thể đưa ra ngoài. Chỉ có Hồ Biển Đông thì mới đây khu vực Hồ Biển Đông thì được phép của thành ủy, ủy ban là cho phép mở rộng cái khu vực đó, những cái trò chơi dưới nước là cũng như xe đạp nước, rồi xe thuyền cano, rồi là trò chơi dưới nước để tăng thêm cái sức hút của học sinh sinh viên đến tham quan và có vị trí để vui chơi. Nhìn nhận rằng các doanh nghiệp và người dân tại Củ Chi đã phải tự bơi trong việc phát triển du lịch một thời gian dài, ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định sau chuyến khảo sát, thành phố sẽ có những hành động tích cực hỗ trợ du lịch tại địa phương. Theo đó, thành phố khuyến khích ban giám đốc khu di tích lịch sử địa đạo mở cửa, miễn các loại thuế phí để thu hút thêm các doanh nghiệp làm dịch vụ và hoạt động trong khu di tích, tạo tính hấp dẫn cho các điểm đến quan trọng này. Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là xây dựng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Củ Chi Mộc Bài để kéo Củ Chi về gần thành phố hơn. Bên cạnh đó, thành phố cũng có chủ trương ứng dụng các giải pháp công nghệ để giới thiệu truyền thống cách mạng của Củ Chi và tạo điều kiện kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp, người dân làm du lịch tại Củ Chi. Từ sự kết nối này, các doanh nghiệp sẽ tạo thêm các sản phẩm du lịch mới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.